Đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua có rất nhiều các cô các chú anh chị ở tất cả tỉnh rất xa về đến báo tin nhờ anh em Hiệp Sĩ Bình Dương để đăng tin ghi hình Phan để Phan, chia ấy sẻ. lại đây, lại đây, bỏ đi, bỏ ơi. Cái này đầy cũng nhớ còn 10 phút qua cũng được, bỏ số ở đây hết rồi. Phan, Ủa, 10 phút, 10 phút. lại mày máy của ổng kìa, sao máy hay đầy vậy, máy của ổng à. làm gì mà đầy dữ vậy? Chờ xíu, chờ xíu, chờ xíu. Mày xóa đi rồi mày mày đặt lên đi, tao đi ăn mì tôm mày. Nở hết rồi. Khi nào là gặp người ta, ta nói ngược, nó không có dây tiền cũng thiếu gì. Thật sự là tới đó là em nói thật thử chứ không cứ nói đầu tiếng giả gian cứ nào. Cứ gặp lôi đầu tính. Ôi ơi, quay để ý nhiều khi máy nó bắt nó tải là nó ngừng luôn, được ngừng nó nát quá luôn. Mà chị mình chung có chữ lắm, lắm mà nó lớn cái đồng bị gạt bị lừa, mình thì thật lòng người ta hết là chúng bao nó là hết rồi. Không mà mới mấy tháng làm gì có con, mấy tháng có trứng mẹ mà nó xâm xước được bao nhiêu mà lừa gì. Không có như là ví dụ nói á, như mình thì thật lòng ta tính lẫn như lo vậy, sau này hai đứa tìm hiểu được thì kêu cha mẹ tới. Thôi nè, không nói chuyện nè, không nói chuyện nè. Má anh đánh luôn nha, tiếp lại. Dạ, đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua vẫn rất nhiều các anh các chị các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa về đến báo tin nhờ anh em Hiệp Sĩ Bình Dương để ghi hình đăng tin để tìm người thân, và đặc biệt là tìm vợ và tìm chồng tìm con. Hôm nay anh em Hiệp Sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin một em gái ở một tỉnh rất xa thì hôm nay về đây báo tin nhờ anh em Hiệp Sĩ Bình Dương để ghi hình đăng tin để tìm đây có thể là nhân tình mà cũng có thể là phi công lừa đảo của em gái là một số tiền. Hiện nay thì trong thời gian vừa rồi thì anh em Hiệp Sĩ Bình Dương ghi hình đã đăng tải rất nhiều các thông tin lên tất cả trang mạng xã hội, mục đích chính là cảnh báo cảnh tỉnh tất cả các chị em phụ nữ ở tất cả các tỉnh, bởi vì rất nhiều người hiện nay mình yêu đương và yêu đương một cách gọi là thiếu quan sát và chưa có kinh nghiệm, mà có thể là yêu đương nói thẳng là yêu đương một cách không có nghĩ suy, đến giờ phút này là hậu quả phải là vô cùng khôn lường. Mới đây thì anh em Hiệp Sĩ Bình Dương đã ghi hình đăng tải một thông tin ở một em gái cũng ở một tỉnh rất xa. Thì trước đây là em gái đã có chồng có con, nhưng mà vì nhiều lý do khác nhau thì em gái đã ly hôn. Đến giờ phút này vô tình gặp một thanh niên, là một thanh niên ít tuổi hơn, và sau đó thì hai người sống chung với nhau ở hơn 2 năm đó. Thì em gái được lo cho thanh niên rất nhiều. Đến giờ phút này thanh niên này cái hậu quả là đã lừa em gái là một chiếc xe AB và một sổ bảo hiểm. Không những như vậy là để em gái này hiện nay phải nuôi một đứa con rất nhỏ, rất thương, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Thì anh em Hiệp Sĩ Bình Dương đang tiếp tục xác minh để truy tìm một thanh niên đó, phi công đó. Thì hôm nay anh em tiếp tục ghi nhận một thông tin tiếp theo. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, chào em gái nhé. Rồi, em có thể là em lớn tiếng này. Em họ tên đầy đủ là gì? Em họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Phương Đông, tỉnh ở quê ở tỉnh An Giang, Châu Phú, An Giang, Bình Chánh. Em nhiêu tuổi đấy em? Năm nay em 40 tuổi. 40 tuổi nha. Rồi, em cho anh hỏi là hiện nay em đang làm công việc gì? Em làm công ty gỗ. Lương tháng thu nhập tốt không em? Tháng cũng được, có 4.420.000. Sao thấp dữ vậy? Em làm lâu chưa? Vô làm rồi cấp qua Tết tới giờ. Rồi, hôm nay là em đến đây nhờ anh em Hiệp Sĩ Bình Dương ghi hình, đăng tin để tìm ai? Để tìm anh Hà Văn Phương. Hà Văn Phương. Dạ, anh cũng ở Châu Phú, An Giang, không phải gì tỉnh An Giang, mà ở cái ngang Chợ Mới. Chợ Mới An Giang ha. Dạ. Ồ, rồi, em cho anh hỏi thế này. Vậy là cái người này có mối quan hệ với em như thế nào? Thì cũng như em cũng thoi chồng 8-9 năm rồi, mới quen anh này được cũng vài 3 tháng. Rồi anh than hoàn cảnh là vợ anh bỏ đi theo trai. Rồi nó hoàn cảnh khổ, anh thiếu nợ, thiếu nặng gì bên ngoài đó. Rồi anh mượn em vay dùm cho 20 triệu chứ cho mượn thêm 7 triệu nữa. Rồi tới em thất nghiệp em mới hỏi đòi ảnh, mà ảnh hứa anh trả một cuộc lần 2-3 ngày nay em nhắn tin mà điện cũng không liên lạc được luôn, để thuê bao. Em cho anh hỏi này, rồi em cho anh hỏi. Vậy là trước đây em làm công ty gỗ đúng không? Dạ. Em gặp người đàn ông này là người ta đang sống ở đâu? Cũng sống ở chợ Thuận Giao nè. Thuận Giao Bình Dương. Dạ, gần như hai đứa cũng bằng chung công ty gỗ luôn. Chung công ty, ở chung khu vực không, gần không? Cũng gần, như em ở bên, ở cũng gần ngã tư Hòa Lăng, còn anh ở bên mà chợ Thuận Giao, em 20 đi vô. Rồi, hai người gặp nhau là gặp nhau ở đâu vậy em?
Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Gặp là quen nhau đã trong công ty gỗ, nói chuyện qua lợ cũng được vài ba tháng gì đó rồi mới quen nhau. Nói chuyện là ai là người làm quen cho em trước, em là làm quen hay là thanh niên là làm quen? Ở đó thì em cũng cho số điện thoại cái người bạn của ảnh, người bạn của ảnh mới cho số điện thoại ảnh, mới điện hẹn hò đúng cà phê mới nói chuyện nhau mới có quen. Mình bắt đầu bữa đầu tiên là gặp nhau quán cà phê đúng không? Dạ. Mình tán tỉnh đúng không? Mới đầu em nhìn thanh niên này làm sao? Thì nó ngay cũng nói chuyện qua lại trong công ty vài ba tháng, thấy cũng hiền, nói chuyện cũng đàng hoàng tử tế. Oh. Rồi mấy chị đó nói thằng này cũng được, thôi mày quen đi, miễn được hai đứa tìm hiểu rồi đến với nhau rồi mới quen. Rồi mình quen là quen lâu không em? Quen ở cấp tháng 10 Tây tới bây giờ đó. Là mới dây tiền cho ảnh là hồi khoảng 2 tháng nay, dây rồi mới góp được có 2 tháng. Tháng 10 Tây, năm 2022. Đúng rồi. Rồi, em cho nhỏ này, hai người quen nhau là bao giờ? Quen nhau khoảng 2-3 tháng đúng không? Thì khi nào thì hai người quyết định sống chung, có sống chung không? Không sống chung, như là ảnh lâu lâu cũng có qua ngủ một đêm, nhưng tuần lễ qua ngủ một đêm. Trời đất quỷ thần ơi, thùa. Vậy là tại sao em không quyết định ở chung một phòng, hoặc em tìm hiểu gia đình người ta? Vậy thanh niên này có vợ chưa? Thì anh nói là vợ anh bỏ đi theo trai rồi. Mấy người mà bằng chung đó cũng nói vậy, rồi mấy người mà gần chợ anh cũng nói vậy, em có đi qua tới chợ hỏi thì người ta cũng nói vậy rồi mới quen. Mà không ngờ thời gian gần đây khoảng chừng cỡ 2-3 tuần nay vợ anh ra ở, rồi mới biết. Em nói thì anh khăng khăng là nói vợ ra làm giấy em đi mà Singapore mà. Trời. Rồi anh kêu gán là đợi tới 17 tay vợ anh đi, rồi anh rủ anh em đi chỗ khác mà. Hai đứa sống tìm hiểu đúng được 2 năm thì hợp, thì kêu cha mẹ tới. Rồi cuộc giờ em thất nghiệp không có tiền, điện hỏi tiền ảnh cũng không trả lời, mà không bắt máy, nhắn tin không liên lạc luôn. Mất liên lạc mấy ngày nay luôn. Vậy là người đàn ông này chia sẻ với em là có vợ nhưng mà chia tay rồi, vợ đi theo cha. Dạ. Còn thanh niên này đi theo em là đi theo gái, đúng chưa? Dạ. Yeah. Phải không? Người đàn ông này bao nhiêu tuổi em? Cũng bằng tuổi em, cũng sinh năm 84 luôn. Ồ, 84 tuổi Tý. Hai tuổi này có hợp nhau không ta? Tý Sửu dần mạo thìn. Thì hai thời bữa con tuổi một bằng anh cũng tuổi Tý. Nói chung hai tuổi này cũng được, không có gì gọi là nghiêm trọng lắm. Vậy là trong thời gian sống chung, không sống chung với nhau đúng không? Dạ. Yeah. Mấy ngày thì người ta sang gặp em một lần, ngủ qua đêm một lần? Có khi là một tuần anh qua hai lần, có khi thứ hai ba nó qua lần, có khi thứ bảy nó qua lần, có khi mặn công chuyện như đánh tăng ca nhiều quá, có khi có 10 bữa mới qua lần. Ồ, tình yêu thì kỳ cục vậy. Vậy là cái người đàn ông này sao, tại sao em sang qua em gặp một thanh niên này, để xem cụ thể em sao? Thì đó anh nói vậy em cũng qua tới chợ hỏi mấy người đó, thì ta nói là như anh ở với thằng trai thôi, ngoài ra không thấy vợ con gì. Em có thấy không? Biết. Em có thấy không? Em có qua tới chợ luôn. Nhưng mà không thấy đồ phụ nữ chỉ rồi mình nên anh ở thôi. Rồi một thời gian á, dây tiền cho anh xong rồi một tháng sau, một tháng sau mà lý do sao vợ anh có số điện nói chuyện này nọ, chứ ngoài ra không có điện chuyện gì hết. Vợ điện cho ai? Vợ ảnh điện cho em. Ồ, sao lại vợ điện cho em được? Bởi vậy thì nói anh nói không có cho số điện thoại một cuộc sao, mà chỉ nói là anh về thú thiệt là nói quen em này kia, chỉ điện nói này kia đó chứ không chữ gì. Làm sao vợ làm sao? Nói mới đầu chỉ cho số điện thoại, nói là anh Phương cho số điện thoại là kêu chị em là có tiền không cho anh Phương trả tiền, mà mượn tiền trả. Nên nợ cái vốn cũng không trả lợ, cũng cả có cái em nói em không biết, chỉ muốn kiếm cái Phương cho em biết. Rồi bà nói là em nói chuyện với chồng, bà báo ghi âm vô đó. Chỉ nói vậy thôi chứ ngoài không nói gì. Rồi sau này khoảng chừng cỡ đông tháng sau gì đó, rồi lúc đó là biết vợ anh điện em đòi chia tay. Nói chia tay tiền bạc anh trả anh đầy đủ thì chia tay, anh không chịu. Rồi mới cũng tớ lui vậy, rồi đâu khoảng chừng cả tháng sau giờ anh ra ở mới phát hiện ra là em đòi tiền, nhất quyết em đòi tiền mà anh không trả. Rồi cuộc thì 2-3 ngày nay liên lạc không được, hứa hoài mà không thấy tiền bạc hết trơn. 2-3 ngày nay nhắn tin không trả lời mà điện cũng không được luôn. Em cho anh hỏi này, vậy là hai người lâu nhất là 10 ngày gặp nhau một lần, nhiều nhất là một tuần hai lần gặp nhau. Yeah. Là ngủ chung phòng trọ nhà em. Dạ. Yeah. Phòng nhà em còn ngủ ngoài em ra còn có ai nữa không? Có thằng trai ngủ trên gác thì hai đứa ngủ dưới. Con em nhiêu tuổi rồi? Nó 17 tuổi rồi. 17 tuổi nha. Con em có biết không? Biết, như nó thấy cái chú này, nó thấy chú này cũng hiền cũng được. Thì mẹ tìm hiểu được đi, một hay năm những hai người hợp thì đến với nhau, chứ con không có nói gì trơn á, nó nói gì á. Vậy là con của em cũng rất tâm lý ha. Dạ. Yeah. Vậy theo em thì thanh niên này lúc trước anh chưa nói về tiền. Theo em nhìn thì thanh niên này có được không?
Thì thấy này nó ngay ai cũng nói, mặn chung công ty người nào cũng mấy chục người ai cũng nói, thằng này thấy nó hiền, nó nói chuyện nghe được, ai cũng đốc quen ở trên á. Hiền hả? Hiền chứ không? Hiền bằng anh không? Thế Thích nói chuyện hơn anh. anh thì không hiền đúng không? Người này khả năng hiền hơn. Như anh thì lại không đi lừa được, bởi người hiền người ta mới lừa được. Đối với em thì như em thương người ta thật lòng, thấy người ta khổ thì em chịu không nổi, người ta than thở thiếu nợ nặng, em đứng với em dây nhưng mà đứng người tàn là tên em không, mà chứ ngoài ai ta cũng cũng trời người đất đó gì ơi. trơn á. Như vậy là đến giờ phút này là một tuần ngủ chung 2 lần đúng không, mà khoảng bao nhiêu tháng, kéo dài bốn bao nhiêu tháng? năm bốn năm tháng nay 4 5 tháng người ta có cho em lo cho em cái gì không? Mỗi lần đến thì ngủ người chung người ta ta có than thở, ta thấy nghèo khổ thì em cũng đâu đòi hỏi tiền bạc, có như lâu lâu qua mua này kia, có khi em mua đồ nấu cho anh ăn, có khi em mua đồ nấu cho em ăn vậy thôi, chứ ngoài ra không có cho tiền bạc gì hết. nhưng tại sao lại hai người lại không xuống ngủ chung luôn đi, hẳn luôn đi, mà lại mỗi người một Tại vì lần? anh nói gì á, như hoàn cảnh ảnh nó còn lo cho thằng trai, anh nói anh lo cho thằng trai có vợ xong đi mới tính chuyện hai đứa, đằng này em cũng có thằng trai, đằng nào lo xong đi mới tính chuyện hai đứa. Thế thì già rồi, đầu bạc răng long em. Đúng không nhỉ? Con này em 17, 17 đúng không? 17, 3, 30 mới lấy vợ thì 13 năm nữa thì bây giờ em 40 là 53 Thì rồi. nói ngay thì Đúng mình không? cũng nghĩ thiệt tịnh vậy, mình mới lo cho ta vậy, mà không ngờ ta lại ta gạt mình vậy. Em đã bị mấy người đàn ông gạt rồi. Một anh người này nè, một thôi cái chọn ra có người này trời đất quỷ đi bằng công ty, từ công ty về tới nhà thôi chứ có tiếp xúc với ai đâu biết. vậy là tổng số đến giờ phút này người đàn ông này lừa em bao nhiêu tiền? Làm dây dùm cho 20 triệu, mày ta đóng mới có 2 lần, một lần có 1,6 triệu mấy à, giờ như 20 triệu mà đóng tới 17 tháng, mà đóng được có 2 tháng, giờ còn 15 tháng nữa. Với Em giờ mượn này là em mượn tiền gì đây, tiền góp hay tiền 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 lời? dây ngân hàng Vay ngân hàng, ai là người đi vay? em đứng tên em dây, lúc đó dây cũng có mặt ảnh nhưng mà không có tên tuổi trong đó, chỉ là giấy căn cước em đứng với em dây thôi, Trời đất ơi, với em cho mượn thêm 7 triệu nữa. lại bơm thêm 7 triệu nữa, mình còn tiền không? Bây giờ mà hụt hử cơ không có tiền đó mới đòi ảnh, mà giờ 2 ngày nay liên lạc không được. Bây giờ là em bức xúc là người ta còn vợ để em đòi tiền, hay là em bị ngân hàng dí em đi đòi tiền? Thì nó ngay tháng nào ngân hàng cũng điện đòi chân á, mà em không có khả năng đóng. Với em tức con cái em cũng hàng ngày em cũng hạ mình năn nỉ ảnh á, nếu mà thật sự anh còn thương vợ anh về ở vợ thì tiền anh trả cho em đi, nếu mà anh không có khả năng trả 7 triệu tiền mượn á, thì anh trả tiền ngân hàng hồi mỗi tháng thôi, chứ ngoài ra em cũng không ép anh nữa. Mà 2 3 ngày nay nhắn tin không trả lời, mà điện cũng không thèm trả lời, chứ phải nói với em một câu gì cho em an tâm, em cũng không đi đến đây làm gì. Vậy là hôm đầu tiên em mượn ngân hàng được 20 triệu, em đưa thẳng tay 20 triệu luôn. Ngân hàng 20 triệu mà trừ là 1,8 triệu tiền bảo hiểm nữa, đưa cho ta có 19 triệu, 18 triệu rồi, mấy thế trăm. nên là cầm luôn, Dạ, cầm ngào tại ngân người hàng hay cũng cầm đâu? em đem về nhà em đưa người ta cũng lấy đi chuộc xe rồi, trước mắt là em thấy là đi Chuộc chuộc xe xe đi, xe ta cầm á, tại sao cầm? cũng như thiếu nợ bên ngoài hỏi Trời dây nặng đất quá là quỷ cầm đó, thần ơi. cầm vậy em là cũng thanh niên đưa cho vậy chuộc là người xe, đàn ông này âm binh đồ em, chuộc tội xe rồi lành trả gì, nợ. cầm xe tè le tét hết cả, đi lừa người yêu rồi đi may ngân hàng để chuộc xe, là tính cho thanh niên đi lừa tình lừa tiền rồi nhá. Bây giờ em mới bức xúc em mới đi tới đây đó. Em có tin rằng thanh niên đi lừa nhiều người không phải một riêng một mình em Em không? không biết cái đó, chuyện đó em không biết. Đến giờ phút này em còn tin anh ta không? Không, không bao giờ tin. Thật Bây giờ không? em chỉ nhờ là Anh này có đẹp trai không? Nhìn tướng mạo có đẹp trai không? Thì tướng cũng to con bự như cái anh bán nước đó đó. Ở Ồ. ngoài giờ trắng trẻo còn cỡ sáu Anh chục bán mấy nước là ký. anh bán nước là gần 80 kg đó. Bây giờ y ta cũng tròn trẻo cũng bự dưới là cỡ 60 mấy ký. Nhưng mà tướng ốm này chắc thua đúng không? Để ta thường thường chạy xe ngoài là chiếc Wheel xanh, cái Wheel xanh màu lá lá cây á, mà ưa đỏ bằng cái áo phát màu đen, màu đen đội nón đen, mang dép lào xanh, ưa đi mặn lẫn vậy. Hiện giờ thì biết ở chỗ đó đó mà em đâu Chỗ dám đó là qua, đâu em? ở hẻm 20 chỗ tiệm vàng Kim Mai ngang qua chỗ gần chợ Thuận Giao Còn ra, bây giờ em biết chỗ chưa? Biết Và rồi anh nhưng em mới đi kiếm cho em. mà không biết là hiện giờ ta còn ở đó nữa không, hay là trốn đi về quê hay đi xứ nào thì em không biết. Em biết lâu chưa? Biết lâu rồi. Lâu Rồi rồi. hôm là vợ lên ở đó mấy tuần nay em cũng điện nhắn tin Cho anh nói hỏi này lại, kia. vậy là thanh niên này cứ 2 3 ngày bò đến phòng nhà em ngủ một lần, hai đứa ngủ chung một Còn phòng. khoảng chừng cỡ nửa tháng nay lại ta không có qua nữa đó, vợ ta lên là không có qua nữa. Vợ qua nhưng bây Mà giờ em chắc biết vợ qua lên ở, em nói mà y ta cứ khăng khăng là nó vợ đi làm giấy tờ thủ tục đi nước ngoài, chứ ngoài ra y ta không có mà ở với vợ ta. Giờ này em bức xúc không? Bị Đó thanh niên này thì lừa bị cả lừa tình lừa lừa tiền. gạt em bức xúc, em mới tìm tới đây đó, em mới tìm tới đây đăng lên gì là dòng họ biết em cũng mắc cỡ lắm, như xã hội ta nó biết em cũng mắc cỡ, thì điều em bức xúc em phải làm thôi. Đây là em bức, thực sự bức xúc rồi đúng không? Anh thấy là thực sự số tiền mà so với người khác là anh nghĩ rằng hai mấy triệu, 27 triệu đúng không? Chưa phải lớn. Đấy, nhưng mà đây là đối với em thì có thể sẽ Rất lớn. là lớn, tại vì em mặn giờ thất nghiệp, mặn bữa được bữa không, thằng cha mới vô mặn có mấy tháng nay chứ cấp cho em ôm nuôi không đó.
đúng thôi không? Chồng ra con nuôi nó mới bằng được có mấy tháng nay, tội nghiệp ha, thương con ha, đúng không? Bây giờ con đi phải đi lo làm để đóng ngân hàng, để phụ mẹ, để gọi là giúp người tình, đúng chưa? Thế hiện nay thì em quen anh nói thật với em là em quen trong thời gian vừa qua, đến giờ phút này là chắc cũng trên dưới nửa năm rồi, từ tháng 10 năm ngoái đúng không? Dạ. Yeah. Đến giờ phút này là tháng 10, tháng 12, 8 tháng qua là em chưa được gì ngoài em mệt mỏi nè, đúng chưa? Mà giờ phút này không những vậy còn mất cả tiền. Cái tình người ta lừa mình rồi nó là một điều rồi. Nhưng đến giờ phút này cả tháng này em đâu ăn uống gì nổi đâu. Sao không ăn em? Sao buồn ăn? tức cái người ta lừa mình gì? Em muốn thế, tại sao trước khi em đến em quyết định em cho người ta ngủ chung, súng chung cho trong phòng, ngủ chung qua đêm ấy, tại sao em không tìm hiểu trước? Tìm hiểu trước đi. Sao mình không tìm hiểu trước đi? Mình thấy người ta hiền. Hiền là người ta nói chuyện có ngọt không? Nói chuyện dễ nghe. Em cũng hiền mà cũng nói chuyện cũng ngọt lắm. Ồ, ngọt lắm. Anh nói chuyện thì ngọt giống anh không? Anh thì vào tai nó không lọt rồi đó. Đúng không? Nói chuyện nghe cũng ngọt, cũng mềm mỏng, thấy hiền, nói chuyện cũng ngọt lắm. Anh nói chuyện là phụ nữ người ta không có lọt lỗ tai rồi. Thế là vì vậy cho anh không lừa được. Em thì nghĩ như em thương ta thật lòng, tính tìm hiểu được thì mình sống tới tới già mà không ngờ ta không thật lòng. Thì bây giờ thì không già thì gần già rồi. Mà giờ ta không thật lòng, ta lừa mình vậy mới bức xúc đi tới đây tìm của mấy anh à, mình làm giận. Bây giờ là gần già rồi. Bây giờ em phải đọc tên người ta lên nữa đây. Nha. Tên ảnh là Hà Trân Phương, sinh ngày mùng 10 tháng 10 năm 1984 ở An Giang, Kiến An, Chợ Mới. Rồi, bây giờ anh lừa tôi những cái gì anh phải trả cho tôi. Em đọc đi, em nói đi, bây giờ anh lừa cho tôi những cái gì, anh mượn cho tôi những cái gì, anh lừa những cái tôi gì, bây giờ anh phải trả tôi tiền bạc. Đó. Anh lừa cái gì tôi thì giờ anh phải trả cho tôi hoàn tất tiền bạc gì đó, dây tiền với cho mượn tiền anh phải trả. Tổng số tiền là bao nhiêu tiền? Tổng số tiền là dây 20 triệu, cho mượn thêm 7 triệu nữa. Ừ. Đến giờ phút là 27 triệu đã ra đi, đúng không? Dạ. Trong vòng 8 tháng qua, và đó là mệt mỏi mình thanh niên. Dây 20 triệu mà anh đóng mới có 2 lần à. Đó là lừa đảo rồi. Đúng chưa? Ăn hết rồi. 2-3 ngày nay là điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời luôn. Ừ. Đến giờ phút này là gọi là em chính xác là đã biết là đã bị nghi ngờ hoặc biết chính xác là thanh niên lừa em chưa? Thì giờ em biết rồi đó, giờ điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Rồi. Bây giờ là điện không được, đưa để thuê bao luôn. Bây giờ nếu người đàn ông này quay về, em ơi, anh cầu xin em cho anh một cơ hội cuối cùng, vợ anh bỏ rồi, đúng không? Phòng trọ anh trả rồi. Bây giờ việc anh có, em hãy bỏ qua cho anh hãy vì em để sống lốt quãng đời này. Còn lại ngày mai 60-70 tuổi anh sẽ cho em một cuộc sống sung sướng, em có đồng ý không? Không, không bao giờ chấp nhận. Em hận lắm, không bao giờ em chấp nhận. Hận sao kỳ vậy? Không có, mình yêu dữ lắm mà. Yêu nhưng mà giờ mình biết ta lừa vậy thì không bao giờ mình chấp nhận. Lừa nhưng mà lần sau sẽ không lừa nữa, mới lừa có một lần thôi. Đó. Một lần thế có lần thứ hai. Không. Anh nghĩ là nếu phải anh lừa em thì anh chỉ lừa một lần, lần sau anh sẽ không lừa nữa, anh sẽ bù đắp cho em. Không bao giờ bù đắp đâu. Kỳ à? Thế em có tin anh không? Không. Không tin anh luôn. Bây giờ em còn tin đàn ông nữa không? Sợ giờ không tin ai nữa hết. Một ngày nào đó có một anh trai và đi xe hộp đến, đẹp trai, phong độ, tướng ngon con, bè con hơn, tập gym, lực lưỡng, 80-90 kg. Đó. Và đó là công việc ngon lành, mà không cho em làm gì hết, nuôi em luôn, ở nhà sung sướng luôn. Chắc chắn là người ta cho em thử nghiệm luôn, trải nghiệm, em có chịu không? Nếu mà thật sự gì thì em phải đi tới nhà cha mẹ, được, anh em dòng họ rồi đó tìm đích xác rồi đó mới làm sao. Chứ còn dù mà quen khơ khơ gì nó là không dám quen. Đấy, thì đúng chưa? Có nghe người ta có nhà là cái nhất, có hai, có xe hộp, có công việc, đúng chưa? Phải tới nhà tìm hiểu đâu đó rõ ràng. Đó, là ngon ngay, kèo này lại thơm, đúng chưa? Nhưng mà thôi, bây giờ anh nói chuyện cho em nghe này, anh nói chuyện nghiêm túc. Trong các cuộc tình yêu, các anh em đội hiệp sĩ có tình yêu đã ghi hình, đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội rất nhiều. Nhưng không hiểu làm sao, đến giờ phút này, rất nhiều các chị em gái, anh nói thẳng luôn, kể cả với bản thân em cũng vậy, đang bị sập bẫy. Còn nhiều người nữa, hiện nay còn rất nhiều người nhưng không dám lên tiếng, sợ mọi người lên án. Vì vậy cho nên âm thầm chịu đựng. Có nhiều người phải bỏ đi, bỏ xứ luôn, là vì lý do là bị tình nhân. Đó, bị những người tình, bị những phi công trẻ lừa tình và lừa tiền, và thậm chí lừa cạn kiệt. Rất nhiều câu chuyện ở tất cả các tỉnh, không cứ một tỉnh nào ấy, ở đâu cũng có. Đó, mà anh em là đăng thông tin rất nhiều là mà không hiểu tại sao đó mà em vẫn tiếp tục, đúng không ạ? Ở đây các anh em đăng là không phải bây giờ mà đăng nhiều năm qua rồi, đúng chưa? Mà để em mới bị 10 tháng thôi, 8 tháng thôi, đúng chưa? Mà tại sao em không xem, mà đến giờ phút này em mới xem là cơ hội của em có muộn. Và bây giờ này, em về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương, các anh em sẽ tận tình giúp em, mục đích chính là tìm thông tin chính thức thanh niên ở đâu.
Nhưng nếu như thanh niên này mà gặp em mà nói là bây giờ hết tiền rồi, em có đồng ý cho thanh niên này trả từ từ không? Không, nhất quyết là phải đòi lại cho bằng được cái một, chứ không có từ từ hứa rồi qua tôi cũng không có trả đâu. Rồi cái một, nhưng bây giờ thanh niên nó là còn mỗi cái lì tươi này, giờ em sao? Nhất quyết là có cổ, có cái, có đất, có cát gì hay không? Có, mà không có, bây giờ còn mỗi người không, ở rồi trừ dần, trừ lợi dần. Được chưa? Không. Hàng ngày thằng ngủ trừ lợi dần. Trả tiền chứ không cần lấy ai chứ. Bây giờ là không cần, bây giờ là không lấy người, không cần tình nữa đúng không? Ừ. Tình say chưa? Chán chưa? Giờ chán thì cần lấy tiền lợi. Bây giờ là tình chán rồi, tình hết thì tiền tan mà. Các cuộc trò chuyện từ trước như vậy, đúng không? Tình hết thì bao giờ tiền phải tan rồi. Hết tình là bây giờ đòi tiền, đúng chưa? Thế bây giờ này, cái số tiền anh đã nhắc rồi, tiền không nhiều. Nhưng đây là thực sự em bị bức xúc. Vì người ta lừa em, người ta có vợ có con, đúng không? Nhưng mà nếu như thanh niên này không lừa em, thì liệu em có tiếp tục cuộc sống này không? Trước mắt là thấy vậy rồi, còn nó không lừa phải chi mà hai ba ngày nay nhắn tin hờ nói một câu gì cho em vững bụng bây giờ anh lỡ kẹt anh không tiền để gác tới đó anh lo anh trả hàng sao đi nhắn tin điện nói cỡ nào vẫn không bắt máy gì không lẽ có vợ ta cái bên suốt đời suốt kiếp không có giờ nào gờ xa hay sao thì nhắn tin không trả lời không gì chứ không nói mình một câu gì nếu là có là nếu trả lời em là em vẫn tiếp tục đúng không vẫn phải. Tiếp tục làm chuyện đấy đúng không bình thường có vợ rồi người trả lời trả nợ vợ đi vợ nữa. Người đàn ông ấy là thường ấy, người ta muốn là 5-7-10 cô đấy mỗi một cô một cảm giác chứ anh thấy nếu mà thật sự không lừa tại sao mà 2-3 ngày nay điện không bắt máy mà nhắn người tin ta, người ta đang sốt đang sốt đang ốm sốt đang làm việc đang chuyển nước rồi tức mới nhắn tin cho vợ ta còn chửi em đĩ này đĩ nọ đủ thứ chửi đủ thứ chửi luôn hơn nữa là em biết là chỉ nói chính xác là chỉ còn ở với ảnh em cũng có điện năn nỉ chị xuống nước nhỏ năn nỉ nói ơi hồi nào về em bị anh Phương gạt em không biết thôi chị cho em xin lỗi chị là mình nếu mà anh có về ở về chị thì tiền bạc lo trả cho em đầy đủ đi em có nói gì trơn á ở nói là thiếu nợ thiếu bổng làm đâm chém làm chứ bà không biết thì thôi em không nói vậy rồi mấy ngày sau này điện ảnh không được nhắn tin không được làm nhắn tin em nói vụ tiền bạc thôi rồi quay ngang chỉ mới nhắn tin chữ em đĩ này đĩ nọ chữ tùm lum mà trên á bây giờ này cái cuộc trò chuyện này không dài nhưng mà hiện nay còn rất nhiều người đang chờ đợi đội hiệp sĩ Thành Dương ghi hình đăng tin để tiếp tục tìm kiếm còn nhiều thông tin giống em mà nhiều câu chuyện đau lòng hơn hôm nay em đến thì nhờ anh em hiệp sĩ Thành Dương em ghi hình này đăng thông tin này em chia sẻ này hoàn toàn có đúng sự thật không? Em cam kết sự thật những lời em nói không có cái gì mà giả dối chứ là hoàn toàn là bị phi công mà lừa là đúng không là chứ không có cái gì mà giả dối chứ nếu hoàn toàn em chịu trách nhiệm cho pháp luật trừng trị rồi hôm nay được còn em anh em ở đây là có trách nhiệm đăng thông tin lên để hy vọng là tìm được người tên Phương người đàn ông này tên Phương gọi là một phi công lái máy bay này rất chuyên nghiệp đang lừa của em số tiền là tổng cộng 27 triệu mà hàng đêm đây là gọi là một tuần là sang gặp em từ một lần đến ba lần đúng không lâu nhất một tuần khi hai lần cứ khi một tuần lần khi 10 bữa nói chung là không đều phi công này nhả đạn hơi ít đúng nhá phải không bây giờ này thôi thì thực sự cái câu chuyện này thì anh nói chuyện này nó hơi hoài hài xíu nhưng mà nó buồn thì rất buồn rồi đó nhưng bây giờ thì dù gì dù tình thì lừa rồi đúng không tiền thì lừa rồi nhưng trước mắt là em phải lo sức khỏe của em đúng không bởi vì còn có con em nữa còn người đàn ông này chắc chắn là người ta sẽ đi với một mối tình khác rồi đúng chưa người ta có thể quay lại với em nhưng mà có thể điều đó khó thì chỉ nha còn tiền thì anh chưa biết là có lấy lại hay không nhưng mà anh em hiệp sĩ Bình Dương có trách nhiệm tìm giúp em biết được thông tin người đàn ông đang ở đâu em nhé được không rồi cuối video này em có điều nào em muốn chia sẻ cho các cô chú đặc biệt là các chị em phụ nữ tránh tình trạng bị lừa đảo lừa tình lừa tiền giống này không thì em cũng mong là các chị em cũng mốt sáng suốt cái suy nghĩ cho kỹ quen ai đó cũng phải tìm hiểu cho rõ ràng hả quen chứ đừng như bị em bị lừa gì đó em còn muốn chia sẻ gì đâu không hả? Chỉ cầu mong cho kiếm được người ta lấy tiền ra thôi chứ ngoài không có gì. Hôm nay là em nghỉ việc đúng không? Dạ. Chứ hay là hôm nay sáng nay là đầu tuần mà em có đi làm việc không? Hay là nghỉ rồi? Có mà có vô kêu con trai xin phép nghỉ bữa nay. Xin phép là nghỉ buổi là mất mấy chồng đúng chưa? Nguyên ngày có 170 à? Nguyên ngày 170. Giá vậy hả? Ôi trời ơi, này mà bị lừa mấy chục triệu là cả năm trời đúng không hả? Năm trời không công không rồi, 8 tháng phục vụ ông tướng rồi. Đúng chưa? Đã miễn phí rồi. Bây giờ này thế này gánh thêm cho ông một khoản nữa thì em có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Quân Thành Dương ghi hình đăng thông tin tất cả trang mạng xã hội để tìm thanh niên tên Phương này không một thì giờ đã chấp nhận tới đây không còn gì nữa phải sợ đăng cần anh đăng xong mà tìm được y ta lấy tiền là thôi chứ ngoài ra không cần gì hết. Cho anh đăng đây là sẽ không gỡ nha giúp miễn phí đăng thông tin không gỡ hình ảnh
ok chưa? Đã chấp nhận tới đây còn gì nữa phải sợ. Rồi, đây là cũng là một bài học không những cho em mà cho tất cả cô chú anh chị. Cuối video là cho phép công Trần xin thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thủy Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe toàn thể cô chú anh chị đã luôn luôn mà theo dõi ủng hộ đội hiệp sĩ Nguyễn Thủy Dương. Các anh em này giúp đời giúp người, giúp hoàn toàn miễn phí. Và hiện nay đến giờ phút này anh em hiệp sĩ Nguyễn Thủy Dương ghi nhận rất nhiều thông tin các chị em gái bị lừa đảo một cách phải nói là vô cùng rất ngoạn mục. Rất nhiều em gái hiện nay phải nuôi con của mình, tài sản thì đã biến mất đi theo những người đàn ông hoặc là những phi công khác. Rất nhiều phi công hiện nay theo như anh em hiệp sĩ Nguyễn Thủy Dương ghi nhận là nhiều phi công mà đang nói chuyện rất ngọt, rất ngon. Nghe có thể là như rót mặt vào tai. Vì vậy nên các chị em gái là hiến dâng, có thể là cả thân xác, hiến dâng cả tiền bạc và thậm chí là không còn gì để mà mất, chấp nhận vì một cuộc tình yêu. Đến giờ phút này giống như em gái này, đến giờ phút này này hết sạch, mất cả ngân hàng, đúng không? Bay cả bên ngoài, đó, mất cả công việc để phục vụ trong tướng này trong vòng 8 tháng vừa qua, vẫn là thân xác bị nhà chồng rất mệt mỏi. Rồi cuối video này cho phép công Trần xin kết thúc cuộc trò chuyện này. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.